Lên chậm đi nhỉ, ngu này chưa bời gì nữa. Chứ làm sao đấy nhỉ? Mẹ xuất điện đâu. Mẹ, sao mẹ lại làm thế? Con đứng dậy và đi ra khỏi nhà ngay cho mẹ. Trời ơi, nghỉ hè có mấy hôm thôi mà con nhìn mắt con xem. Mẹ à, con chỉ chơi một chút thôi mà. Một chút hả? Mắt con giúp con một chút chưa? Con còn bỏ ăn nữa. Thôi mẹ đừng cằn nhằn nữa, con chỉ chơi một chút thôi mà, cả năm con đã học rồi. Thôi mẹ đi ra ngoài đi cho một chút nữa thôi. Ôi cái thằng này. Tự dưng lại bắt con về quê làm gì không biết nữa. Bà bị ốm con trai ạ, bà cần người chăm sóc. Bà bị ốm ạ? Lâu chưa mẹ? Bà mới bị con. Bà bị bao giờ sao con lại không biết ạ? Thực ra hôm bà đi viện, có gọi điện nhà mình nhưng không ai nghe máy cả. Mẹ cảm thấy có lỗi trong việc này lắm con trai ạ. Bà gọi bao giờ sao con lại không biết ạ? Thứ hai thì phải. Thứ hai ạ? Lên. Ai ở ngoài nghe máy hộ cái? Con xin lỗi ạ. Hôm nay con có nghe thấy tiếng gọi điện thoại rất nhiều lần nhưng mà vì mãi chơi game cho nên là con đã không nghe máy ạ. Con xin lỗi mẹ ạ. Con thấy đấy, cái việc chơi game không có sai, nhưng con dành quá nhiều thời gian vào cho nó ấy, thì con sẽ quên bản thân mình và không để ý những người xung quanh. Hôm nay con thấy hậu quả chưa? Dạ, con biết lỗi rồi ạ. Con hứa từ nay con sẽ không chơi game nữa. Vẫn chơi game chứ con, có sao đâu. Chỉ là mình chơi chừng mực thôi. Bây giờ mình về chăm bà thôi. Dạ, vâng ạ. Dạ. Về nhà nhanh, sao tụ tập cái hội này? Làm sao mà khôn người ăn được? Con gái của mẹ phải chơi với những người giỏi giang. Chơi hội này ấy chỉ có thương người thôi con. Đi về. Như thế mi. Mẹ, tuần sau nhà cái Mai tổ chức đi chơi, nhà mình đi chung cho vui nha. Tuần sau bận rồi. Vậy mẹ cho con đi cùng cái Mai nha. Mẹ nói rồi, con gái ăn đứa ở nhà, no thi đi. Mi, con đâu về ai này? Sao giờ này con mới về? Còn ai đây? Ai đây? Bé tí đã bày đặt yêu đương rồi. Còn mày nữa? Mày giữ con gái tao đúng không? Mẹ! Mẹ đúng là chỉ biết con mắng người khác thôi. Con chán ghét cái nhà lắm rồi. Con ghét mẹ. Mẹ! Mi! Cô gì mà cô? Để đi đi! Đi theo tao không ăn? Cô bỏ cháu ra. Cháu là bạn của Mi mà. Cô đúng là một người vô tâm. Mày còn dám mồm mép với tao à? Nếu không phải vì cô thì Mi cũng không về trễ đâu ạ. Đây, cô nhìn đi. Đây là món quà của Mi, phải dành tiền tiết kiệm để mua cho cô đấy ạ. Mẹ ơi, cái đồng hồ mà tao thích ý bị rơi vỡ mất rồi. Không đủ tiền mua lại đợt này đâu. Đó, mẫu là thích nhất đấy. Chỉ có nhiêu đây, chắc sẽ không đủ đâu. Mi ơi! Anh, cho em hỏi, bé cao bằng này, mà mạo... Mình không gặp. À, cô đi theo cháu, cháu biết Mi ở đâu rồi ạ? Đây là nơi Mi hay đến mỗi khi buồn cô ạ. Mi! Mi! Mi ơi! Con đừng làm gì dại dột nha con. Là lỗi tại mẹ, là mẹ sai rồi. Do mẹ bận quá không quan tâm đến con. Thì có đúng là mẹ rảnh đâu chứ. Con cảm giác coi như là gánh nặng của mẹ vậy. Vui vẻ cùng bạn bè, còn bực dọc thì trút hết lên con. Mẹ làm mọi thứ cũng vì lo cho tương lai của con mà thôi. Là vì con không có ba. Nên... Nhưng mẹ bù đắp những cái con không cần. Mẹ phải biết con gái mẹ cần gì, thích gì chứ. Được rồi, mẹ dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu con gái của mẹ nhé. Cảm ơn con gái yêu của mẹ nha. Mẹ sinh nhật vui vẻ. Hãy vừa là mẹ, làm bạn và làm chị em để thấu hiểu nhau hơn. Đừng để những việc tiếc nuối xảy ra. Ơi, cho em tính tiền. Tiền ăn, tiền giờ, tiền nước, 500. Dạ. Ủa, cái bóp của em mới để đây đâu rồi? Bóp gì mày? Không có tiền tính giở trò hả? Không có, bóp em mới để đây mà. Rồi sao, có tiền không? À, anh
Anh ơi, không mấy, anh cho em về nhà em lấy tiền rồi em gửi anh sao được không anh? Mày bị hả mày? Tao biết nhà mày ở đâu, mà đi mà về luôn sao? Giờ nè, vô dọn quán cho tao, trừ tiền. Em làm xong rồi. Mệt đâu? Dạ mệt, anh thấy em dắt xe vậy anh cũng biết rồi mà. Nè. Ủa? Sao anh lấy cái bóp của tôi? Rồi anh bắt tôi dọn dẹp nữa. Ai dám lấy bóp của mày? Lấy trong ăn bắt tao hả? Nè, anh cầm rõ ràng luôn á. Mà mẹ lấy đó. Ủa? Mẹ. Ngoại, cho tiền đi chơi net đi. Trời ơi, không có đâu con, sáng giờ ngoại bắn ế quá. Được coi. Được có nhiêu đây à? Nè cầm đi đi. Ngoại lớn tuổi rồi giữ nhiều làm gì đâu. Ê cái thằng này. Con mới có dọn dẹp chút xíu thôi mà con thấy mệt xỉu rồi. Ông ngoại dầm nắng dầm mưa buôn bán mà con đỡ lòng nào lấy tiền của ông? Dạ con biết lỗi rồi. Con thích chơi game lắm đúng không? Vậy thì con về phụ bán với ông ngoại. Khi nào ông ngoại hết hàng thì con mới đi chơi. Muốn được hưởng thụ thì phải lao động chứ. Dạ. Còn nghe đó làm gì nữa, đi về. Em cho chị gửi tiền hàng tháng cho nó nha. Nó phá vậy thì chị còn cho nó chơi nữa. Thực ra game không có xấu, chỉ cần điều độ thì nó cũng giúp cho đầu óc phát triển nhanh nhạy mà. Với lại ở ngoài xã hội đầy dễ cạm bẫy, nó chỉ chơi game này là chị thấy yên tâm rồi. Dạ. Mà nè, mỗi ngày nó quá là em cho chơi một tiếng thôi nha. Dạ. Yeah.